Xin chào cả nhà, lại là Huy đây. Thì bữa nay mấy cậu cháu Huy đi bắt dợp. Đi bắt dợp. Mà cả nhà đi chung với hai đứa, ba mấy cậu cháu nha. Lần đầu tiên đi trải nghiệm bắt dợp nè cả nhà. Đâu? Đâu? Sao mà mình biết nó? Đó gì nè. Mình môi lên vậy hả? Môi lên luôn. Ê, nó bự quá ha. Có không vậy? Ê, đây, con này anh. Đâu? Nè. Đâu, khoan. Nè, này nhìn nè. Cái lú lên này thấy không? Nè. Nè. À, cái này là ghế bần. Đó. Cái con dọp nè. Cái nhà mới bắt dính con dọp này cả nhà. Vô luôn ha. Mấy cây này mình kiều nè. Mình bắt dính con nào chưa? Chưa. Con anh ơi. Bự không? Hai con. Cũng dễ ha. Ừ. Đó giờ mình chưa bắt luôn, mới đi bữa nay luôn. Ủa chứ đó giờ vợ quê ở đây mà sao giờ không có bắt à? Mà em đâu có bắt. Em ở trên Cần Thơ nhiều hơn ở đây mà. Bữa nay mới đến nó ngủ đi bắt nè, mới đi nè. Đây có con dập bự nè cả nhà. Đó, thấy chưa? Đó. Này giống bị hư quá vậy ta. Ui, con dập nó thúi rồi. Dập thúi quắc. Có không anh? Nè dạ. Ý. Nè. Đâu? Đó. Ôi nó bự kìa. Nè thấy không? Ôi nó bự anh ơi. Đã ha. Ừ. Con dập ú nu luôn cả nhà. Có không Quang? Em bắt được mấy con anh? Xương xương được vài con. Nào giờ anh có bắt không anh? Hả? Đó giờ có bắt đâu. Được mấy con rồi Quang? 10 con hả? Vậy tính để nhiều hơn mình, anh mới có mấy con à? Nướng mới hành rồi kìa ghê hơn. Hai cậu cháu bắt làm sao chịu về không đủ tao nướng mà hành. Cái này về mình làm được mấy món ta? Nướng rồi lụa rồi. Làm món gì được mà ngon nhất là nướng. Nhưng mà nó phải nhìn kỹ tinh mắt lắm mới bắt được nó chứ. Hình với cái màu của nó lẫn lộn không? Khó phân biệt được. Thank you.
hai chồng khi bắt được nhiêu đây? Cái này của ông quê. Của ông cháu bắt được nhiêu đây? Cái này là đâu bắt giỏi đâu, ai tính bắt được đúng rồi. Ai hơn thì người đó dính. Con giỏi cái đó luôn đó. Đó đầu luôn hả? Đâu? Ấy da, má ơi. Này làm như nó ở có bãi nha. Ồ con giảm nó bự kìa, giảm. Được không? Nhé. Con giảm bự ghê luôn không cả nhà. Quá trời bự luôn. Ây da. Nãy giờ con bắt được mấy con à? Khoan khoan đã anh chứ. Cái cây cào cào đi đi con to con kìa. Dính con nó gần quan, dính con nó gần. Chết không quan? Đây cũng là một con dợp nhưng mà nó bị thôi. Ngồi kiểm tra coi mình bắt, nãy giờ mình cứ mình bắt cái mình thảy vô không mà mình không có biết nó có thúi hay không nữa. Cái chừng Ugo gai không đó anh? Mấy cái này là người ta chặt uống thuốc nam được luôn á. Ờ con được con. Có không? Có. Bự không quan? Ủa cũng được con bự nữa nè. Nè, nè cái nhà. Cái chừng thúi. Hả? Cả một với hai con luôn. Người ta được ba con. Mấy là cái ghế vậy, cái bằng ghế vậy ta? Kìa, được ba con uống luôn. Ghế đước. Được hai con. Hai con mập ông cứu nội ơi. Nhìn thấy ngon ha. Hình như ngoài mé này nó con bự bự không á quan. Có mấy cái ghế bằng nhóc hết trơn mà. Có buồn gì nước đó anh? Buồn gì nước non đó. Như này nước mà hành thứ sắc hả anh? Ừ. Để giờ mình đi có xíu chứ vậy. Nhưng mà mình bắt dở hơn. Mình đi hai điện rồi đó. Gì đâm mấy vậy? Mò hết cái này nó về được đó anh ơi. Hai con nhỏ. Cái con này giống như đất sét vậy. Nè. Thôi về mình nướng đi. Trời ơi, hai bắn được hai con. Nó bị thối. Thối một con rồi. Nè. Thôi đi về nướng ăn cả nhà ơi. Thank you.
2 3 vô. Vô luôn con mà nướng này. Vô để xuống không luôn. Cái gì cô gái nướng giọt hả? Cô gái nướng giọt. Chơi mà thấy nấu nha, thả nấu nha, thả vừa đâu nha. Em biết tắt lửa luôn. Nướng ăn chảy miếng tắt lửa luôn. Cái miếng nó rớt á. Mà lâu lâu rồi cũng sốt con chứ. Lập đây lập vô đây. Trời trời mưa luôn. Nhìn ngon quá ha. Đạp mà không có cục nữa cục ra... cả nhà ơi. Còn ra không có cục. Cái lốc nước chui. Cái lốc nước chui. Rồi tao muốn ngủ mà. Vì nãy giờ uống mới có ăn lon mà ngủ rồi. Uống lon nữa. Ở đây nè, là ngủ rồi đó. Anh dở uống dở anh không uống con đi anh uống dở anh uống chứ nãy giờ chưa được lâu mà đổ vô đây rồi đó mà anh uống không nổi nữa mà chanh ngọn á đường mấy này vô nè nó chanh ngọn nó uống quay đâu quay à cái đó là chuyện không trời không biết sớm giờ mấy cậu cháu lặn hộp bắt được mớ dọp này nè cả nhà. Mồi chạy da chạy tay chứ. Cũng có mồi nhậu nè. Một tiếng mấy đồng hồ mới có mồi nhậu nữa chứ. Mời cả nhà ăn chung với đó. Gia đình Huy nha. Nãy giờ anh Tám quất được mấy cái rồi. Anh Năm đang ăn mấy con rồi? Ba con hả? Ba con hả? Con này con thứ tư. Ba con hả? Nãy giờ tao có hai con, anh ba con rồi đó. Nhưng mà ba con mà còn con này. Con này cũng cỡ 3 kg ha. Hết chứ. Ở đây là anh Năm nè. Bên đây là anh Tám không? Này anh Út. À. Giới thiệu luôn kìa. Phải giới thiệu chứ. Đúng rồi. Quên giới thiệu. Xin mà. Xin mời cả nhà. Bên đây là cháu cùng thưởng thức với anh em của tôi. Ngọt ghê á Năm. Con giò mới ngọt ghê ha. Giọt cái này nó ngọt dữ lắm ngọt luôn. Một con giọt không thích. Nhậu gì bốn con giọt chứ. Con giọt là dùng giọt chứ nó dùng nước mặn dùng 5 can rồi dùng sâm đốc nè giọt ngọt lắm. Hơi nhiều. Nước mặn nó ngọt mà nước ngọt là nó lạc cái. Anh Tám đang bốn con giọt chưa hết bia nữa. Mà nước ngọt con giọt nó chết luôn. Nó lạc nhất à. Đây nói vậy chứ con giọt mà nước càng mặn càng ngọt. Nó ngọt lắm. Không thấy đồ biển cái gì đó. Ừ. Con cua bởi vì hỏi sao mà con cua nó sống cái dùng con cắt gì nó dùng nước ngọt ăn nó tanh được. Không ngọt ngay chứ. Mà dùng nước ngọt nước mặn của mình à, ăn rất là ngon. Ê cái khúc mình gần về cái biển kia nãy á, trời ơi con nào nó chà bá cho nó đã ha. Nè nè. Cái đó không biết. Này là khúc mình bắt gần cuối nè. Mà đi dọc với khúc mình nè. Mà nhảy xuống mình mò đó. Mà với đi dọc của mình nó mấy chục ngàn ký ta? 50. 50 hả? Hai chồng mình về đây bán dọp thì bán. Giờ này không mà theo mình bắt theo mà dạ. Hai em đi bắt nãy giờ vậy đó là dạ. Được cỡ 300.000 rồi. Cũng bọn á nãy giờ cũng nhiều quá. 4 kg nhưng mà mình không có cân mình không có biết. Không này chắc cỡ chừng khoảng tầm 3-4 kg đó loại. 4 kg. Ai thấy vậy cho nặng lắm. Nặng lắm. Dọp bự bự không nè. Dọp bự nặng lắm đó. Từ 4 kg không có dữ đó. Cũng như mình phải không, mình sổ tôm mình biết là con tôm là nhiêu mình nhìn nó biết hết trơn à. Đi vòng vòng rồi nếu mà thất nghiệp thì về đây bắt giọt bán. Có mận gì mà để ra tiền. Để ra tiền đâu. Trời ơi nói chứ em với vợ em nè có bắt được nhiều đâu. Thằng Quang với thằng nhóc kia đó. Hai nó hay lắm nghe, hai đứa nó thọt cái dính em bắt cái mũi trời mới được con rồi. Tại mình không biết đường bắt. Như không có chứ cái con này mới sáng mắt tinh mắt rồi mới nó nghiêm với sình á. Không phải đâu nhưng mà đúng. Con biết cái thế nó gọi là dễ bắt. Đúng rồi. Cái mình kiểu như mình đi ngang mình sơn ngang là mình biết nó nằm đó đó. Tao nói giờ bắt xong về tao nói wow hai cái tay sình không. Nhậu cũng được 2 năm ha. Anh Tám đồ, con cháu đồ gì. Vô anh Tám ơi, vô anh Năm. Mình nhậu ngoài vuông nè, nó mát mẻ ha. Tôi hết lon rồi mấy người không. Có một lon ngầm. Lon vô hoài á. Có một lon ngầm hoài. Lon không. Ê, ảnh cầm lon không, ảnh vô hoài. Cái lon nó để em gót. Người ta uống lon mà anh uống nguyên 1 ca. Anh không gót, phải không? Về tao không gót cái gì. Ai uống bia, vợ em uống nước đá.
quê lũ nữa mình gì đó ngoài có gì chơi nói à uống cái rừng uống bằng lon bia luôn rừng đứt mỏ đó rồi vô cái nữa nè này uống nước lạnh nha cả nhà không phải uống bia.